Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của Tel4vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách thiết lập monitoring cho database. Trên thị trường hiện tại đang phổ biến nhất là các loại database như Microsoft, MySQL, Server, MongoDB, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, v.v. Trong phạm vi topic hôm nay, mình sẽ thực hiện hướng dẫn các bạn cách giám sát MySQL MariaDB với công cụ giám sát Zabbix. Mình đã chuẩn bị sẵn một Zabbix server, một server cài đặt sẵn Zabbix phiên bản là 5.0 và một server Linux cài sẵn database MySQL và Zabbix agent. Zabbix server -v v hoa để show version của Zabbix server ha. Đang là version 5.0. MySQL-v đây, phiên bản Maria Database MySQL của mình đang dùng là phiên bản 5.5 exit ra, và Zabbix Agent -v hoa Zabbix Agent đang là bản 4.0. Tiếp đến chúng ta sẽ truy cập vào MySQL service cần giám sát. Chúng ta tại đây chúng ta sẽ khởi tạo một user tên là Zabbix name với password identifier là b hoa password. Việc tạo user này là để phân quyền cho các máy chủ khác có thể truy cập tới và lấy thông tin giám sát. Sau khi khởi tạo xong user, chúng ta sẽ phân quyền cho user Zabbix admin effect trên tất cả các database, tất cả các table đang available trên cái MySQL này. Sau khi cấp quyền cho một user xong, ta cần chạy lệnh flush privilege bên dưới để tag effect những thứ vừa thay đổi mà không cần phải reload hay retag MySQL service. Sau khi tạo xong và phân quyền xong, chúng ta sẽ test lại cái user, thử test lại login MySQL bằng user vừa tạo ha. MySQL -u này là user ha. Cách ra -b là password, nhập cái password khi nãy chúng ta vừa tạo. Rồi, chúng ta login được ha. Vậy tức là cái phần tạo và phân quyền user đã hoàn thành. Tiếp đến chúng ta sẽ đi cấu hình khai báo user password vừa tạo, user password của database vừa tạo cho Zabbix agent. Thì vị trí là etc Zabbix, Zabbix agent d và user parameter. Tại đây chúng ta sẽ có hướng dẫn nè, hướng dẫn ở trên đây nè. Cái home folder của chúng ta được chứa, sẽ chứa cái file .my.cnf là my config đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo một cái file my config ở bất kỳ một cái folder nào đó. Ở đây mình ví dụ là folder etc. Rồi mình tạo ngay bên đây luôn ha. Ở đây là cái folder default nè. Cái folder default của cái MySQL của chúng ta. File config default. Thì mình sẽ tạo cái file mới tại etc suyệt Zabbix. Vim etc suyệt Zabbix. Rồi mình sẽ tạo file ngay đây luôn ha. my.cnf my config. Rồi, tại đây chúng ta sẽ khai báo 3 line. Line đầu tiên là biến MySQL. Dòng thứ hai sẽ là user, user là Zabbix admin. Và dòng thứ ba là password. Chúng ta lưu lại cấu hình ha. Chúng ta sẽ vào lại phần user parameter để thay đổi cấu hình folder home. Ở đây chúng ta có 3 nơi để cần để thay đổi cấu hình. Default của MySQL status là đang trở về home, thư mục home đang trở về valid Zabbix. Chúng ta sẽ thay đổi về cái thư mục của chúng ta là etc Zabbix.
thay đổi tới 3 nơi lần ha, 3 thư mục home lần, tương ứng với 3 cái status của MySQL là MySQL status, MySQL size và MySQL ping. Rồi, sau khi thay đổi xong chúng ta sẽ lưu lại. Sau khi cấu hình khai báo xong cho Zabbix Agent, có quyền truy cập vào để lấy trạng thái của MySQL thông qua user chúng ta vừa tạo, thì chúng ta sẽ khởi động lại cái Zabbix Agent để nhận cấu hình mới ha. Chúng ta sẽ dùng lệnh Zabbix get trừ s, s là host, là local host ha, 9/9 máy này luôn, 127.0.0.1 trừ k, k ở đây là key item. Để có key item chúng ta sẽ vào Zabbix giao diện web ha, create một host mới, trỏ tới IP của cái máy mà chúng ta cần giám sát, chọn template là database status. Đây, ở đây chúng ta sẽ có một item. Một item mình sẽ fill theo mysql.status nha. Key á, key chứ không phải name đâu. Đây, ở đây là chúng ta sẽ có sẵn cái key ha. Ta sẽ copy một key và vào Zabbix Agent để get xem thử là đã truy cập được chưa. Hệ thống báo lỗi nè, check access rejection in Zabbix Agent configuration. Tức là Zabbix Agent chưa được phép truy cập vào cái lệnh Zabbix get này, chưa được phép truy cập vào Zabbix Agent trên máy này. Ta sẽ vào file config của Zabbix Agent. Đây, ở phần server này mình chỉ mới khai báo về IP của Zabbix server thôi, chưa khai báo cho chính cái bản thân máy này là localhost. Nó có phần quyền chỗ này nữa ha. Chúng ta add thêm 127.0.0.1, cách nhau giữa hai host là dấu phẩy, xịt 32 luôn cho chắc ha. Tương tự như vậy ở phần server active. Rồi, write config lại. Sau đó thì chúng ta vẫn sẽ restart lại cái service Zabbix Agent ha. Rồi, ta sẽ get key lại. Lỗi tiếp, access deny for user Zabbix. Các bạn có để ý thấy không? Ở đây là access deny for user Zabbix, mà khi nãy chúng ta tạo là user Zabbix admin cơ. Tức là cái cấu hình của chúng ta chưa có ăn cái file cấu hình, file config. Cái file mà my.cnf, file đó chưa ăn. Chúng ta sẽ đi kiểm tra lại cấu hình ha. Đầu tiên là sẽ kiểm tra trong file my.cnf MySQL user Zabbix admin password. Đúng rồi. Kiểm tiếp tới phần user parameter home suite etc suite Zabbix. Đúng thư mục rồi. Để thuận tiện hơn cho việc edit file, mình sẽ sử dụng cái trình edit file của WinSCP ha. Thì ở đây mình sẽ dùng WinSCP để truy cập vào cái file user parameter này. Edit lại cái thư mục home, thêm dấu xuyệt ở đuôi. Giao diện command line thì chỉ có nút lên xuống qua lại thôi. Nó khá là bất tiện. Home xuyệt etc xuyệt Zabbix, thêm dấu xuyệt ở đuôi nữa. Để thử xem có nhận config hay không.
Rồi save file lại ha. Vẫn sẽ phải restart lại cái service agent. Rồi xong chúng ta get lại. Vẫn lỗi ha. Vẫn đang nhận user là Zabbix. Chúng ta kiểm tra lại cái file my.cnf thử. Cấu hình đã đúng rồi. Mình sẽ thử create một file mới ha, có dấu chấm đằng trước. /etc/zabbix.my.cnf. Tạo lại ba line ha. MySQL. User Zabbix. Admin. Password. Rồi, write config lại ha. Mình thử restart lại cái Zabbix agent. Get lại. Rồi, ta đã get được giá trị. Như vậy là phải có cái dấu chấm đằng trước cái file my.cnf. Khá là khó chịu ha. Tiếp đến chúng ta sẽ đi cấu hình trên giao diện web ha. Cái chữ ZBX ở đây xanh tức là đã hoàn thành quá trình bắt tay giữa Zabbix server và Zabbix agent ha. Chúng ta sẽ vào last data. Nè, ở đây chúng ta có trạng thái. Cái trạng thái đang về dần dần rồi ha. MySQL slow query là đang là không, tức là không có cái query nào làm chậm cái database của mình. Do là interval default là 1 phút lận, cho nên chúng ta sẽ phải đợi một tí. Do là giá trị interval default là 1 phút, cho nên là cứ khoảng đúng 1 phút sau thì Zabbix server sẽ gọi đến Zabbix agent để lấy những thông tin đó lưu trữ về database và show lên cho chúng ta thấy. Đây là giá trị đã về rồi nè. System uptime, MySQL uptime nè, là 17 ngày ha. Có các giá trị khác như là begin operation nè, per second nè, bit send, bit receive. Mỗi trạng thái này thì tương ứng với một cái graph khác nhau ha. Tương tự với mỗi cái data như vậy, chúng ta sẽ có một cái graph tương ứng. Có sẵn các unit luôn ha, là đơn vị. Cái uptime đó nè ha, MySQL uptime là 17 ngày ha. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cấu hình giám sát MySQL database với Zabbix server. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.